Sân chơi với các trò chơi phù hợp lứa tuổi là nhu cầu quan trọng của trẻ em, giúp trẻ phát triển tư duy, hòa nhập cộng đồng cũng như mở rộng thế giới quan. Việc dạy cho trẻ em chơi các trò chơi bảo vệ môi trường xung quanh từ khi còn nhỏ là điều vô cùng hữu ích. Đây là một hoạt động bổ ích tại xưởng sáng tạo Creative Garage tại Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Đã từ lâu, xưởng sáng tạo Creative Garage tại Hà Nội do một nhóm phụ huynh học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức, được nhiều phụ huynh coi là một sân chơi bổ ích, thiết thực cho trẻ em. Sân chơi này giúp các em phát huy tính sáng tạo từ chính những vật dụng đơn giản quanh mình. Ngày hôm nay, với chủ đề Sweet Home, các bé sẽ được hóa thân thành những kiến trúc sư tí hon để tô vẽ và thiết kế cho ngôi nhà của mình. Tất cả những gì các bé có là những mẩu gỗ được cắt ra từ những chiếc bàn, chiếc ghế hoặc từ các vật dụng khác không còn sử dụng nữa. Cùng bắt tay hướng dẫn và giúp các bé sáng tạo sản phẩm của mình, phụ huynh là những người hơn ai hết hiểu về ý nghĩa hoạt động này. Chị thấy mô hình này rất là hay nhá, tức là mình tận dụng những cái gọi là cái phế thải ấy, tức là cái không sử dụng đến nữa để tái chế, để tạo thành một cái sản phẩm mới. Hoạt động này sẽ cho các bậc phụ huynh như mình thấy rằng là con mình có những cái suy nghĩ gì, về cái mong muốn, cái suy nghĩ hoặc cái cảm thụ của con, và con sẽ thể hiện trên những cái vật liệu hay là những cái đồ chơi mà con mong muốn. Xưởng sáng tạo Creative Garage được lập ra từ đầu năm 2015. Kể từ đó đến nay, xưởng vẫn duy trì hoạt động của mình vào cuối tuần. Những sản phẩm đơn giản từ gỗ là lựa chọn hàng đầu của xưởng Creative Garage, bởi đồ chơi từ gỗ kích thích sự sáng tạo và tư duy cho trẻ em nhiều hơn. Điều quan trọng là giúp trẻ em ý thức được việc bảo vệ môi trường xung quanh mình. Cháu thích xưởng này vì có nhiều thứ rất hay và có nhiều đồ chơi gỗ ạ. Cháu thích chơi đồ chơi gỗ vì nó lạ và thấy tò mò. Và hiện tại thì các cái làng nghề thì họ có cái mẩu gỗ thừa rất là nhiều và họ bỏ đi rất là phí. Và mình muốn là qua cái trò chơi này các con còn biết là tiết kiệm, biết bảo vệ môi trường và biết sử dụng lại những cái đồ tái chế để phục vụ cho những cái trò chơi đơn giản thôi. Hiện xưởng sáng tạo Creative Garage đã có hơn 200 thành viên đăng ký trong các hoạt động vui chơi thường xuyên. Sân chơi ngày hè bổ ích này càng trở nên có ý nghĩa hơn khi ý thức bảo vệ, gìn giữ môi trường được giáo dục cho trẻ ngay trong mỗi trò chơi.